Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thực hiện chậu hoa thủy tiên nha. Thì để làm chậu hoa thủy tiên, các bạn sẽ dùng cái cánh hoa này. Chúng ta gồm dùng cái nhị nè, gắn vô cánh hoa và dùng đài chốt lại. Thì trong một cành hoa thủy tiên chúng ta sẽ gắn 6 bông hoa, và một bộ của nó thì có tất cả 10 cành nha các bạn. Các bạn sẽ sử dụng một cành, chúng ta sẽ gắn những cái bông hoa này vào trong những cái chốt này. Rồi, thì cái nhánh nó gắn hoa cuối cùng này các bạn cắt đi nha. Và cái phần nhựa dư này nè, chúng ta cũng cắt bỏ. Thì cứ lần lượt như vậy, các bạn sẽ thực hiện cho mình 3 cành như thế này nha. Đây, các bạn thực hiện 3 cành. 3 cành này chúng ta sẽ không gắn cổ điểm nha. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ làm cái cành gắn cổ điểm. Thì cành gắn cổ điểm cũng tương tự giống như cái cành gắn không có gắn hoa cổ điểm đó. Thì các bạn, sau khi chúng ta gắn xong 6 bông hoa nè, chúng ta cũng cắt cái nhánh cuối cùng này đi và cắt một cái phần miếng nhựa dư đi á. Rồi sau đó các bạn sẽ sử dụng cái nhánh cổ điểm này, các bạn gắn trực tiếp vô trong cái bông hoa này luôn nha. Rồi và chúng ta chỉnh cho ba cái nhánh cổ điểm này nè, nó hướng về một bên như thế này. Thì cứ như vậy các bạn sẽ lần lượt thực hiện cho mình 7 cái cành hoa cổ điểm tiếp theo nha, giống như vậy luôn. Rồi thì đây là 6 cành hoa cổ điểm, gắn cổ điểm nha. Thì tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách bỏ xốp vào trong cái chậu nhựa ha. Thì để bỏ xốp vào trong chậu nhựa này, trước hết thì các bạn sẽ bỏ vào trong cái chậu này một ít cái loại đá nhỏ như thế này nè, để cho cái chậu nó nặng. Rồi sau đó chúng ta sẽ dùng miếng xốp, chúng ta đo cho nó vừa cái miệng chậu, cắt đi cái phần xốp dư như vậy. Rồi cái phần xốp dư này các bạn có thể bỏ luôn trong cái chậu này ha. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thực hiện cắm bình hoa này nha. Thì để cắm bình hoa này thì các bạn sẽ sử dụng ba cái cành mà mình không có gắn cổ điểm nè, chúng ta sẽ gắn vào chính giữa của bình hoa. Và các bạn gắn ba cái cành này nó cao hơn cái cành còn lại nha các bạn. Rồi tiếp theo thì gắn những cái cành còn lại, thì chúng ta sẽ chỉnh những cái nhánh cổ điểm qua một phía nha, cho ra phía bên ngoài á, cái gì nó che đi cái phần xốp ở bên dưới cái chậu ha. Các bạn cắm sát xuống. Thì cứ lần lượt như vậy các bạn sẽ cắm đều cái chậu này lại. Cứ cắm xoay vòng. Chỉnh cái cọng cỏ cho nó ra phía ngoài nha các bạn. Rồi chúng ta chỉnh lại chút cho nó đều tròn là được. Thì như vậy mình đã hướng dẫn cho các bạn thực hiện xong một chậu hoa thủy tiên rất là đẹp đúng không? Thì chúc các bạn sẽ thực hiện được nhiều chậu hoa đẹp nha. Xin chào các bạn.